nguyện trăm năm hạnh phúc cùng với cô dâu Hà Nam và quê dâu Hà Nam ngày này hôm nay. Chú thích mỉm cười thật tươi trên đôi môi của mình, trở về nhà chồng làm vợ chú rể văn vợ trăm năm hạnh phúc. Xin mời chú thích bắt đầu. Một tràng pháo tay nào quý vị.
khi mà để quý vị và các bạn trân trọng và quý mến, chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã biết nguyên nhân và lý do tại sao chú rể đã muốn trở về trung tâm sân khấu ngày hôm nay ạ. Các bạn đã biết đúng không ạ? Các bạn đã biết, em xin tặng một phần quà cho rể quý vị ạ. Vâng ạ, chắc là để quý vị sẽ không biết đâu, bởi vì ngày hôm nay chú rể đã nói khé với MC rằng ngày hôm nay chú rể sẽ trở về trung tâm sân khấu và sẽ hát tặng cho để quý vị, cũng như là đặc biệt hơn nữa là hát tặng cho cô dâu ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn sẽ trở về với chú rể ngày hôm nay với ca khúc mang tên Em Sẽ Là Cô Dâu Ngày Hôm Nay. Và chú rể ngày hôm nay sẽ hát từ trung tâm sân khấu và di chuyển đôi chân của mình về trung tâm sân khấu và trở về phía cầu cho mọi người để chào đón cô dâu rất giàu về nhà luôn. Và một chào vỗ tay cho chú rể đúng không? Xin mời đâu. Vâng, xin được cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, và ca khúc ngày hôm nay đã được trở về tại trung tâm sân khấu. Vâng, xin được chào chú rể. Quý vị và các bạn của chúng ta ngày hôm nay đã cùng được nghe ké thôi quý vị. Và là khi ta đẩy quý vị và các bạn trân trọng và khi đến ta đã trở về chúng ta sân khấu ngày hôm nay. Và để đầu tiên xin phép cho MC Huy Quý xin phép được nhiệt liệt chào mừng và hân hoan chào đón quý vị quan khách. Chúng ta đã có mặt tại trung tâm khán phòng tiệc cưới của đại gia đình nhà trai của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Với ngàn lời chào, lời chúc khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Và là khi ta đẩy quý vị và các bạn trân trọng và khi đến. Và thật đúng là hoa đến mùa thì hoa phải nở, mà lo để bạn thì lo phải sang sông. Mà em hết duyên thì em phải biết trồng và để trồng đến bờ. Đó là quy mô tàu hóa của con người đặt ra để duy trì đời sống cũng như là phát triển tương lai. Vâng, và ngày hôm nay đây, quý vị và các bạn đã cùng hồi tụ về đây để cùng tham dự chương trình buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ ngày nay. Rất là chính thức và tổ chức và dàn dựng tại quê hương xa nhà, bạn bè quê hương xa tổ của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn trân trọng và quý mến. Và mỗi khi có chim én trong cánh nhìn mình trong bầu trời xanh thẳm của tổ quốc. Và mỗi khi hoa mai hoa mận nở chắc cành, lớp nước một màu xanh, thì trong mỗi chúng ta hãy cùng nhau đón lấy một tình yêu mới lạ. Đó là mừng trái phúc của đôi đôi, mừng cho đôi bạn trẻ trọn đời thủy chung, chim tung cánh lên tin mừng hạnh phúc, mà hoa hết cười thì đón ánh nắng bình minh. Kìa đây chỉ nghiêng mình sánh vai, mà lại với lớp phường chúc mai một nhà, họ hàng cô bác gần xa, thế mừng hạnh phúc tạo tần cập kề. Và cùng nhau chúc cho duyên thắm mát kề, trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Vâng, và ngày nay đây, quý vị và các bạn sẽ cùng nở một chào vào đây thật to, thật thật giá để chào đón đôi bên gia đình của chúng ta ngày mai được không nào, quý vị xin mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời thân sinh của bố và cô dâu, quý nhà thân sinh của bố và chú rể, quý đại diện cho hai bên gia đình ngày mai sẽ cùng trở về trung tâm sân khấu, xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình của chúng ta ngày mai ạ. Đại diện hai bên gia đình thân sinh của bố của cô dâu, quý nhà thân sinh của bố của chú rể ngày mai xin được trân trọng kính mời. Chào mừng và hân hoan chào đón sự hiện diện rất bất quá hai bên gia đình cũng như là cô dâu và chú rể của chúng ta ngày nay. Một tràng pháo tay thật to và thật to giá để chào đón hai bên gia đình nào quý vị quý vị. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay thật quý vị. Vâng, và để đáp lại lòng cảm ơn của tất cả quý vị quan khách chúng ta đã cùng trở về trung tâm sân khấu của hai bên gia đình của chúng tôi ngày nay. Một lần nữa anh em đi làm tiếp chương trình của chúng tôi xin phép được lòng chào kính mời hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng nghiêng mình để quý chào tất cả quý vị quan khách của chúng ta ngày nay. Nào, 1, 2, 3, xin mời hai bên gia đình, xin mời. Chúng trân trọng cảm ơn tất cả quý vị quan khách của chúng ta ngày nay đã cùng trở về với trung tâm sân khấu tình của đại gia đình của chúng tôi. Vâng, là kính thưa tất cả quý vị và các bạn trân trọng và kính mến và trở về tại trung tâm sân khấu ngày hôm nay đây. Quý vị và các bạn đã cùng tới
đại diện cho phái đoàn nhà gái của chúng tôi ngày nay, đó chính là thân sinh phụ mẫu của cô dâu đang đứng cạnh bên phía tay trái của cô dâu ngày nay. Vâng, và phía tay phải của chú rể ngày nay có sự đại diện của bên gia đình nhà trai cũng là thân sinh phụ mẫu của chú rể ngày nay. Lớp cùng trở về trung tâm sân khấu để cùng ra mắt tập thể quý vị. Vâng, kính thưa tập thể quý vị và các bạn trân trọng và kính mến. Vâng, và trong một bài thơ của Xuân Diệu có nói rằng: với ai định nghĩa được tình yêu, không có gì đâu bằng một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng mây nhẹ nhẹ gió yêu yêu. Và để rồi em về thưa với mẹ cha, mẹ cha đồng ý cho ta với mình lại với ta, lẹp duyên đôi đứa mặt mà tình nghĩa thông ra. Vâng, kính thưa tập thể quý vị và các bạn trân trọng và kính mến. Và quả thật đúng rằng còn gì đẹp trên đời hơn thế, mà hạnh phúc nào bằng khung cửa đôi đôi, trăm hoa đôi nở một giờ, không bằng một phút để chờ tình yêu. Và tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay nên được lủ năm, lủ tháng, lủ ngày, lủ tiền, lủ gạo, lủ lao làm chồng, lủ công là vợ, lủ cả chữ nợ và là củ chữ duyên. Và đặc biệt hơn nữa, lủ cả quan viên bốn hò hai nhà của chúng ta ngày hôm nay là cùng hội tụ về đây, là cùng tham gia tham dự chương trình tổ chức buổi lễ thành hôn của chú rể Văn Văn sinh viên trăm năm hạnh phúc cùng với cô dâu Hà Nam của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn trân trọng và kính mến, luôn sự nhất trí của hai bên gia đình và sự đồng tình của cô dâu và chú rể. Và ngày hôm nay, luôn sự cho phép của chính quyền địa phương nơi sửa tại, thì ngày hôm nay đây, hai bên gia đình của chúng tôi cùng phối đồng hành với trung tâm tổ chức sự kiện âm nhạc Giọt Cưới Nhà Giáp Quân Đầu, cùng phối đồng hành với MC Huy Quý và nhà quay Nhấp Anh Nhấp Phim của chúng ta ngày hôm nay đã cùng trở về để long trọng tổ chức chương trình buổi lễ thành hôn được tổ chức vào ngày 5/10/2022, tức ngày mùng ngày mùng 10/9 năm Nhâm Dần. Và xin phép cho em làm tiếp chương trình của tôi. Xin phép được trịnh trọng tuyên bố chương trình của đứa thầy ơn chú rể Văn Văn sẽ duyên trăm năm hạnh phúc cùng với cô dâu Hà Nam. Và cô dâu Hà Nam ngày này hôm nay chính thức mỉm cười thật tươi trên đôi môi của mình trở về nhà chồng làm vợ chú rể Văn Văn trăm năm hạnh phúc. Xin phép được chính thức bắt thầy sáu phái chú lân xin khỏi cờ đẩy ông an đường đủ đằng tay trung tâm dinh pháo đều khỏi cờ tiếng cho bà khi tô đào lang báo xào còn chưa hết bò có bừa chưa còn hẳn cái châu quyền phượn hết lại hai bà sòng trái tá lấy hình số nét chắc kiều bừa bà ban bấn đi trắng to nàng nằm nam nàng được thoải phơi bút ở lồ từ nét nồng là nồng xài sườn ai ơi ai lê hình nồng sửa phần đón cò há chờ ban ai lên nòng sửa lai lầm cò há chật kiều ai có lại nòng mưa Việt Nam sở xuồng khác là mềm ai bên giờ chưa làm cò ai lại nòng mưa bài hay tầm mềm ai bên giờ chưa tiền man phong phước phần tùy nhì chưa đại hà chút đến chút điều tên nát nòng là nòng xài sườn ai ơi ha bà ai cò chưa phan phách chưa lắp mài lình ai chưa kìm chưa là nòng xương bóng đặc sơn tà bà lúc rừng là bền sư tầm tế lúc cái cả mà nòng sữa lấy quốc hàng tà bà sút cho quân bất bàng cán lấy tình trạng lát mặt thì lò đồng là nòng xài sườn ai ơi tà bà lốp tóc nhà bá mày tên phèn đình môn hồn đến lớp đất đường hùng ngước gặp khầm nằm bay hình túc cằn nâng đùng nhắc bà ai có bất trả con cho phờ mướn cốt chào khăn ai chứ nhằn bằng nòng nam chăn cuốn điều thì lò đồng là nòng xài sườn ai ơi. Kính thưa quý vị và các bạn trân trọng và kính mến, và vừa rồi anh em làm kiếp chương trình của tôi đã có đôi câu về đế thái để gửi đến quý vị và các bạn cũng như là cái lời tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng ạ, kính thưa quý vị và các bạn trân trọng và kính mến, đúng là để có được ngày vui và ngày hạnh phúc lạc quan như ngày hôm nay cũng có thể thiếu được sự vô sinh thành của cha mẹ đôi bên, đúng không quý vị? Với quả thật đúng là ly khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, mà cách nặng cuộc đời thì không ai củ bằng cha. Sớm mong tảo tần mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân người cha che chở đời con. Vâng, cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái mình được hạnh phúc trọn vẹn và sánh vai với nhau đi suốt cả cuộc đời. Vâng, qua sông thì phải có đò, mà hôm nay con tìm được hạnh phúc thì cha mẹ dặn dò đôi câu. Mà dặn con thì sớm sớm chiều chiều, hôm nay là cha là mẹ cho con điều xin thưa. Vâng, ngày hôm nay đây, trở về với đại gia đình nhà trai của chúng tôi. Ngày hôm nay có đại diện phái đoàn nhà gái, cũng đi cùng với cô dâu lễ giao dâu cho hoàng tộc họ nhà trai của chúng tôi ngày hôm nay, cũng có sự hiện diện của thân sinh phụ mẫu của cô dâu. Vậy một lần nữa xin phép cho anh em làm tiếp chương trình của tôi. Xin phép được long trọng kính mời đại diện bên phía đoàn nhà gái của chúng ta hôm nay sẽ có đôi câu để giao dâu cho hoàng tộc họ nhà trai của chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời ông ạ. Vâng, và như vậy là hai bên gia đình của chúng ta đã cùng thống nhất rằng đã ủy quyền cho MC được nói thay, đúng không quý vị?
Vâng, và sau chút nữa MC sẽ nói thay cho bên gia đình nhà gái của chúng ta hôm nay. Với lại quay về với lại nhà trai của chúng ta hôm nay, có những phi đoàn nhà gái, nhà trai của chúng ta có thân sinh phụ mẫu của chú gì đã cùng trở về trung tâm sân khấu ngày hôm nay rồi. Vâng, có đi thì phải có lại thì mới phải lòng nhau đâu các vị. Vâng, và ngày hôm nay đây xin phép được long trọng kính mời một vị đại diện cho phi đoàn nhà trai cho cô này đây để nhận dâu bên hoàng tộc hoặc nhà gái của nhà có đôi câu để bày tỏ lòng cảm ơn rất là đầy quý vị quan khách của chúng ta đã cùng chuyển về đây để cùng tham gia tham dự chương trình buổi lễ thành hôn của hai con của mình. Vâng, xin được trân trọng kính mời ông ạ. Còn chân thân lại một bài phần ông nào bà và thế mà ấy tám nay còn chân bà mi lưu nhìn chẳng xuống thuồng bó tay phải cổ mi lưu chai chẳng xuống thuồng bó tóc nặng mà mười nì sòng phái chú hơn còn chân tổ chức cây lòng hờ sòng cơ lô hóa mở chân nì phải cổ đầy phần phú bên ba bên ra lầy nhàn ầu phổ bên đông ba chứ mới tánh thân là giàu lầy dần chút mày tám nay hào hẳn thân mạnh đưa tám nay đơ. Ông Phương Khai xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu thực sự bổ ích của phiên đoàn nhà trai của chúng ta ngày hôm nay. Ông Phương Khai kính thưa quý vị quan khách của chúng ta ngày hôm nay. Chắc hẳn quý vị và các bạn đã cùng được chiêm ngưỡng giây phút hạnh phúc nhất khi MC đã cùng cô rực rỡ chương trình buổi đêm hôn của cô dâu và chú rể đã chính thức bắt đầu vào chính thức ngày từ ngày hôm nay và giây phút này cô dâu và chú rể của ta đã chính thức liên duyên vợ chồng và được liên duyên tâm sắc. Vâng, và chúng ta sẽ cùng trở về với chương trình tiếp theo của trong buổi trưa ngày hôm nay với những món quà vô cùng ý nghĩa và đặc biệt từ hai bên gia đình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, và món quà đầu tiên sẽ được long trọng kính mời cậu Kiệt Phong ngày hôm nay sẽ cùng trở về trung tâm sân khấu để trao tặng món quà đầu tiên cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời và quý vị và các bạn sẽ cùng tán lại một vài phút và hướng cái mắt nhỏ của mình về trung tâm sân khấu để cùng chiêm ngưỡng giây phút hạnh phúc và giây phút thiêng liêng cũng như là một món quà vô cùng ý nghĩa và đặc biệt đến từ cậu Kiệt Phong ngày hôm nay. Xin được trân trọng cậu Kiệt Phong ngày hôm nay sẽ trở về trung tâm sân khấu để trao tặng món quà đầu tiên và rất là đẹp và ngày hôm nay, và món quà này đã được cậu Kiệt Phong đã đặt từ Hải Phòng về đúng không ạ, đã cùng trở về tại mảnh đất Sơn La để trao tặng món quà đầu tiên cho chú rể ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được trân trọng và món quà đầu tiên đó là những hộp quà của bên quà gì đấy ạ. Quý vị và các bạn sẽ lấy một tràng pháo tay thật to để chào đón món quà đầu tiên được không nào quý vị ơi. Pháo tay đi nào. Vâng, xin được trân trọng, đó là một tấm bánh gà tô. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được quà một chiếc bánh gà tô và có cặp đôi tình nhân đang đứng trên bánh gà tô đúng không quý vị. Đó chính là cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và chuẩn bị anh em. Vâng ạ, anh bên phục vụ cho xin một cái bật lửa để chuẩn bị cho chú rể sẽ thắp nến đúng không ạ? Vâng, xin được trân trọng. Vâng, và chắc món quà thứ hai không biết là cái gì đấy đâu ạ quý vị. Vâng, chuẩn bị chúng ta sẽ cùng lắng nghe và cùng chiêm ngưỡng giây phút lặng lẽ và giây phút hạnh phúc nhất từ món quà của cô Kiên Phòng ngày hôm nay. Được trân trọng. Vâng, và món quà thứ hai cũng là một chiếc bánh gà tô gia đình quý vị ạ. Vâng, rất là nhiều bánh đúng không ạ, và xin được phép được trân trọng thông báo các cháu thiếu niên nhi đồng ngày hôm nay ạ sẽ chuẩn bị để nhận bánh từ cô dâu và chú rể nhá. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn cậu Kiệt Phong ngày hôm nay đã cùng trở về và trao tặng rất là nhiều món quà cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Vâng ạ, rất là nhiều quà đúng không quý vị. Vâng, và ngày hôm nay đây quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng giây phút hạnh phúc và giây phút thiêng liêng nhất của hai bên gia đình đã chuẩn bị rất nhiều món quà để trao tặng cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Vậy món quà đầu tiên đến từ gia đình nhà trai của chúng tôi ngày hôm nay, lượt đại gia đình cậu Kiệt Phòng ngày hôm nay đã trở về trung tâm sân khấu để trao tặng, đó là ba chiếc bánh gato mang từ hạnh phúc để gửi tặng cho cô dâu và chú rể và chiếc để cho chú đại gia đình cậu Kiệt Phòng ngày hôm nay. Xin chúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc và bằng đầu nghĩa vui. Quý vị và các bạn xin được một tràng pháo tay tay cho những món quà của quý vị được không nào quý vị. Let's see my love. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, những tràng pháo tay của quý vị đó chính là những món quà đầu tiên. Từ anh ơi, để cho chú rể chứ, anh có phải chú rể đâu mà anh thắp đến ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời chú rể cùng với cô dâu sẽ di chuyển lôi chân của mình trở về thắp.
này chú rể sẽ lấy dao ra để cùng với cô dâu tay cho tay cắt bánh. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị, bánh này bánh nghĩa phu thê, tình chàng nghĩa vợ, ta thể bên nhau cùng nhau bước đến mai sau, cùng chung một nhà suốt đời thủy chung. Vâng, vào ngày hôm nay cô dâu và chú rể của chúng ta lót vào lăng tay trong tay, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau thắp lên một lâu lại tình ái mang từ đời hạnh phúc. Và những ngày đầu tiên chú rể đã từng nói với cô dâu rằng ước gì anh lấy được nàng, để anh nên cảnh bắt chàng về xây dọc rồi lại xây ngang, xây lên một lâu lại tình ái. Ngày hôm nay để nàng về cùng với anh. Vâng, và ngày hôm nay cô dâu và chú rể của chúng ta đã thỏa lòng mọi người rồi đúng không quý vị? Vâng, xin được trân trọng cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều. Vâng, một lần nữa xin phép cô dâu và chú rể sẽ cắt ra mỗi cái bánh là một miếng để gửi tặng cho ba cháu ở dưới ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay. Vâng, và xin được trân trọng kính mời ba cháu ạ sẽ trở về trung tâm sân khấu để đón nhận món quà đầu tiên đến từ cô dâu và chú rể ạ. Xin được trân trọng kính mời ba cháu ạ. Cô cháu nào trung phong lên ạ. Vâng, cháu nào muốn ăn bánh gato thì lên để nhận món quà đầu tiên từ cô dâu và chú rể đấy ạ. Vâng, và ngày hôm nay đây cô dâu sẽ cho những món quà đầu tiên từ đôi bàn tay bé mỏng của mình để trao tặng cho những người con người cháu của mình. Để sau này cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau tay trong tay để xin những đứa con thật sự là giống cha đúng mẹ đúng không quý vị? Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu ạ. Cô dâu sẽ cùng với chú rể đi ạ. Vâng ạ, xin chúc cho cháu món quà đầu tiên trăm ngoan học giỏi. Vâng, và tiếp theo có cháu nào lên nhận quà được không nào? Các cháu thân thiết đi nào, rất là vui đúng không? Là món quà đầu tiên. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời rất nhiều quà. Và giây phút này cô dâu và chú rể đã trao tặng những món quà thật sự ấm áp và thật sự là hạnh phúc để trao tặng cho những người con người cháu mê quê hương đất mẹ anh hùng của mình, và đặc biệt là những người con người cháu của mình tại mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Vâng, chú rể rất là nhanh tay đúng không các bạn? Vâng ạ, làm ăn thì phải nhanh tay thì mới kiếm được nhiều tiền đúng không? Vâng, rất hạnh phúc, vâng, rất là nhiều các cháu luôn á. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, chắc rằng là chú rể sẽ cắt hết cái bánh kia để gửi tặng cho các con cháu đúng không ạ? Rất là giây phút hạnh phúc nhất để cùng với cô dâu và chú rể sẽ cùng vượt qua những giây phút gian nan vất vả trong cuộc sống này. Và cô dâu và chú rể rất là nhanh tay. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn các cháu thiếu niên nhi đồng rất nhiều. Và chúc cho các cháu sẽ luôn luôn chăm ngoan học giỏi, nghe đời ông bà cha mẹ, và sẽ luôn luôn che chở và vun đắp cho tình yêu của cô dì cũng như là anh chị ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Xin được một tràng pháo tay cho lần cất bánh đầu tiên của cô dâu và chú rể được không nào quý vị ơi? Tiếp tục một tràng pháo tay đi nào, xin mời. Vâng ạ, rất cảm ơn những tràng pháo tay này quý vị rất nhiều. Vâng ạ, xin được cảm ơn cô dâu và chú rể rất là nhiều. Vâng ạ, và những người con người cháu tại quê hương của mình ngày hôm nay rất hạnh phúc khi được cô dâu và chú rể trao tặng những món quà đầu tiên để trao cho các cháu. Vâng ạ, ngày hôm nay chắc chắn là cô dâu và chú rể sẽ về việt ạ. Vâng. Cô dâu và chú rể rất là mệt ạ. Vâng ạ, xin phép cho MC xin phép được kính mong và kính mời chú rể sẽ bê một cái bánh để cho các cháu, để các cháu tự cắt đi ạ. Nó là món quà lấy từ lại gia đình của mình. Và bánh này là bánh nghĩa, bánh tình, bánh chàng, bánh thiếp, chung tình bên nhau. Vâng ạ, xin mời các cháu sẽ trở về tự cắt bánh đi ạ. Vâng, hôm nay còn rất là nhiều chương trình nữa. Vâng, xin mời các cháu sẽ cùng trở về những cái bánh đi ạ. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn những các cháu ngày hôm nay đã trở về trung tâm sân khấu ngày hôm nay, và cũng như là trân trọng cảm ơn cô dâu và chú rể ngày hôm nay rất nhiều. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn trân trọng và quý mến. Và thời gian cũng khá là muộn, để xin phép cho anh em làm tiếp chương trình, tôi sẽ tranh thủ thời gian sớm nhất và nhanh nhất để cùng trở về những bàn tiệc cùng chung vui với toàn thể quý vị. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay đây trở về với lại gia đình nhà trai của chúng tôi hôm nay, kèm theo những rất là nhiều món quà ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên thưa toàn thể quý vị và các bạn vừa được chiếm hướng rồi, và đến phần quà thứ hai ngày hôm nay đến từ thân sinh phụ mẫu của chú rể ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời thân sinh phụ mẫu của cô dâu và chú rể ngày hôm nay ạ. Sẽ trao tặng món quà đầu tiên để gửi tặng cho cô dâu yêu quý của mình, cũng như là chú rể đẹp trai vân vấn của chúng ta ngày hôm nay. Và như vậy, món quà đầu tiên của thân sinh của chú rể ngày hôm nay là trao tặng cho cô dâu, đó mà là chính là một chiếc kiềng vàng. Vâng, vàng này không phải là vàng ta thân thể quý vị ạ,
đó chính là bằng Gala 3 con 9 đã được mua từ thành phố Hồ Chí Minh và trở về trung tâm sân khấu ngày hôm nay. Lời kính tặng cho cô dâu và chú rể hôm nay. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn thân sinh phụ mẫu của chú rể rất nhiều. Vâng ạ, và tiếp theo ngày hôm nay món quà chú rể ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, và xin chúc cho hai cháu rất là luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và những tiếng pháo của anh em làm tiếp chương trình của tôi hết nổ ba lên. Và tiếp theo chương trình ngày nay món quà thứ tư đến từ cô rể Bến Quanh ạ. Cô rể Bến Quanh ạ, trở về trung tâm sân khấu để tiếp tục món quà thứ tư ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Và ngày hôm nay đây, cô dâu và chú rể của chúng ta nhận được rất là nhiều món quà từ ông bà, cha mẹ, anh chị em trong họ hàng đã cùng nhau trở về trung tâm sân khấu để vun lắp lên những tình yêu, vun lắp cho cô dâu và chú rể có một cuộc sống nó khá giả hơn và vui vẻ và kiếm nhiều tiền cho cuộc sống. Và sẽ luôn luôn cô dâu và chú rể ngày này năm sau, cô dâu và chú rể sẽ có một nam thanh và một nữ tú để gửi tặng cho những người ông, người bà, anh chị em trong hàng ngày hôm nay được bồng đồng ý, đúng không quý vị? Vâng, tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời cô dì Tuyết Mai ạ. Xin được trân trọng kính mời món quà thứ năm đại gia đình ông bà Tuyết Mai ngày hôm nay ạ. Và chúng ta sẽ cùng không đế vàng bên Tây, bên Úc, bên Nhật, bên Mỹ đâu ạ. Chúng ta người Việt thì phải dùng hàng Việt, đúng không quý vị? Vâng, chắc hẳn rằng quý vị cũng đã hiểu rằng vàng ta thì không phải là vàng Tây, đúng không ạ? Mà vàng Tây thì không đẹp bằng vàng ta, đúng không ạ? Và người ta thì phải sao vàng ta, đúng không ạ quý vị? Vâng ạ, đó là lý do và nguyên nhân quý vị vẫn sẽ hết sức tò mò vào những món quà ngày hôm nay. Những món quà của dâu và chú rể nhận được đó chính là vàng ta đỉnh quý vị ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn món quà thứ năm ngày hôm nay rất là tuyệt vời, đúng không ạ quý vị? Vâng ạ, và những món quà ngày hôm nay đã được khép lại rồi, tỉnh quý vị ạ. Và cùng tay cho tay di chuyển đôi chân của mình về tháp đi rượu của mình và cùng với cô dâu và chú rể. Vâng, chú rể xin được trân trọng kính mời chú rể sẽ cùi chai rượu champagne ạ. Vâng, mà chắc chắn là ngày hôm qua thì chú rể đã được cùi hai chai rượu champagne rồi, nhưng ngày hôm nay tiếp tục chú rể sẽ được cùi một chai rượu champagne thôi và một chai rượu champagne còn lại để cho cô dâu nhá, chú rể nhá. Vợ chồng thì phải có đi phải có lại, mình lắc thì cũng phải cho cô dâu lắc, chứ không phải mình lắc đâu ạ quý vị, đúng không ạ? Vâng, chú rể cứ lắc thật là mạnh nhá và cùi chai rượu champagne nhá. 1, 2, 3, xin mời. Một tràng pháo tay cho chú rể cùi chai rượu champagne được không nào? Vâng, chú rể sẽ bắn nhẹ đi ạ, bắn nhẹ nhàng ra và cùi đi ạ. Vâng ạ, chú rể của chúng ta các em rất là thành công, đúng không ạ? Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay ạ. Vâng ạ, và như vậy cô dâu và chú rể của chúng ta ngày nay lắc cùng nhau tay trong tay dắt đến các vị diệu tình yêu của mình, nhận chung sức cộng đồng sống trong khối ấm gia đình, vâng nguyện cùng một cha một mẹ suốt đời thủy cùng với nhau và cùng nhau bước đến mai sau cùng chung nghiệp cầu cùng chung cuộc sống ngày nay. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn cô dâu và chú rể rất là nhiều. Vâng, và tắt đi rượu tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay đang rực cháy màu khói đường hồng, nó tượng trưng cho những giọt máu lào sẽ luôn luôn chảy xiết cho con tim của hai bạn. Vâng, và giây phút hạnh phúc và giây phút tình yêu nhất ngày hôm nay, cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay đã cùng nhau tay trong tay dắt lên tắt đi rượu ngày hôm nay. Vâng, là còn rất là hạnh phúc luôn vị. Vâng, có một chai rượu sâm bay thứ hai nữa, xin được trân trọng kính mời chú rể sẽ cùi ạ và để cho cô dâu lắc ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời chú rể ạ. Vâng, quý vị và các bạn tiếp tục chuẩn bị đi rượu của mình nhất tận để quý vị nhá, để chung nữa cùng để cùng và chung vui của hai bên gia đình của chúng tôi cũng như là chung cho cô dâu và chú rể ngày nay. Vâng ạ, và cô dâu sẽ lắc và chú rể sẽ cùi nhá, và cô dâu nào 1, 2, 3 xin mời rất đầy vui, đúng không ạ? Vâng, xin được trân trọng kính mời. Để làm được việc đó, bạn sẽ phải tắt chế độ trên. Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ ra đến đi bên cạnh nhá. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ ra đến đi bên cạnh để lớp lên những phía đoàn nhà trai và phía đoàn nhà gái, họ là những người có cô sinh thành dưỡng dục mới có được ngày vui và ngày phúc như ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, bà quay trở về với quý vị ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời các quý ông của bà cũng như là cô dì chú bác các bạn trẻ làm tay cơ tố. Chúng ta là những người chủ cống trên mâm ạ. Chúng ta sẽ dắt lời đi rượu tình yêu của mình trên mâm đi ạ, để chốt nhất dâng cao đi rượu của mình lên lên cùng chung vui của hai bên gia đình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị. Vâng, và xin được trân trọng kính mời chú rể sẽ đang lên phía đoàn nhà gái ạ, còn cô dâu sẽ đang lên phía đoàn nhà trai ngày hôm nay. Vâng ạ. Vâng, và giây phút này thì hai bên gia đình của chúng ta đã được đón nhận những
tâm đồng của chú cô dâu và chú rể ngày hôm nay đã gửi đến những người có công ơn trách nhiệm ngày hôm nay mới có được ngày vui và ngày phúc. Xin được trân trọng kính mời một lần này quý vị sơn tay cao đi diệp của mình lên để cùng chúng vui với bên gia đình của chúng tôi ngày hôm nay cũng được không ạ? Quý vị ơi, đi diệp tay này quý vị nữa, sơn cao đi diệp các bạn trẻ đúng không ạ? Với cả chỉ phải uống rượu thôi không phải nghe đúng không ạ? Với cả xin được trân trọng kính mời các bạn nào có tình cảm dành cho cô dâu và chú rể cũng là có chung vui cùng với hai bên gia đình của chúng tôi, chúng ta sẽ cùng rơi đi cao đi rượu tình yêu của mình lên ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình sẽ dành cho nhau những cái cạnh chén này để phát triển được tình thông gia của mình. Vâng, và xin chúc cho hai bên gia đình sẽ luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và luôn luôn quan tâm đến hai con cũng là hai cháu của mình. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, và xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể ạ. Cô dâu và chú rể sẽ quay mặt vào nhau ạ để bước tay nhau để uống chén rượu ra bôi theo kiểu Hàn Quốc, và nhà nhiếp ảnh gia của chúng ta sẽ quay một kiểu ảnh để lưu niệm lại trong gia đình ngày nay. Vâng, cô dâu và chú rể quắc tay nhau theo kiểu Hàn Quốc đi ạ. Cô dâu và chú rể được thưởng thức trên những bộ phim của Hàn Quốc được không ạ? Vâng, chuẩn bị nào, 1, 2, 3, xin mời. Vâng, và như vậy quý vị và các bạn cũng được tôi thưởng thức như thế, ngày hôm nay cô dâu và chú rể đã cùng rót rượu tại trung tâm sân khấu ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều đã cùng chung vui của hai bên gia đình của chúng tôi, và xin phép cho hai bên gia đình sẽ dành cho nhau những tràng bắt tay đi ạ. Lời khát tràn đầy tình thông gia của mình từ ngày phút nào, và xin chúc cho hai bên gia đình sẽ luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc, tiền vào như nước sông Đà, mặt tiền ra nhỏ giọt như cả phê viên, và chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc bạc đầu nghĩa vô thê. Xin được trân trọng cảm ơn hai bên gia đình và xin phép được long trọng hai bên gia đình sẽ trở về những màn tiệc cưới để giao lưu. Giây phút ngày hôm nay đó chính là giây phút rực rỡ nhất và giây phút hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn với những tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Cô chào quý vị và các bạn. Vâng ạ, và ngày hôm nay thì quý vị và các bạn lặng rơi xưa với những chén rượu của hai bên gia đình của chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ quý vị? Vâng, và trở về trung tâm sân khấu ngày hôm nay, quý vị và các bạn, các công nhân rằng cô dâu và chú rể có đẹp đôi không quý vị ơi? Các bạn đang nghe thấy không ạ? Có đẹp đôi không ạ? Vâng, rất đẹp đôi không ạ? Vâng, ngoài đẹp đôi ra quý vị và các bạn muốn cô dâu và chú rể chứng minh tình yêu của mình như thế nào không ạ? Các bạn trẻ nào đây đến túi đâu ạ? Đâu với các bạn bè của cô dâu và bạn bè của chú rể đâu ạ? Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn. Và ngày hôm nay đây quý vị và các bạn sẽ cùng được chiêm ngưỡng xem một hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể. Cô dâu và chú rể có ngày hôm qua MC đã có cho cô dâu và chú rể hôn nhau và xin phép được giao lưu với chú rể ạ. Hôm qua hôn nhiều rồi nhưng mà ngày hôm nay có muốn hôn đúng không ạ? Hôm nay ôm ạ. Hôm nay ôm ạ. Hôm qua hôn rồi hôm nay sẽ hôn. Tất cả quý vị và nhất trí cho cô dâu và chú rể hôn nhau ạ. Nhất trí nhé, một chồng một chồng vỗ tay cho cô dâu và chú rể nào. Vâng ạ, chân trọng cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Hôm qua xin phép được chú rể cô dâu sẽ quay nhẹ nhàng về phía chú rể góc 3357 ạ. Vâng ạ, chú rể sẽ quay nhẹ nhàng về phía cô dâu ạ. Vâng ạ, một lần nữa xin phép được giao lưu với chú rể. Chú rể em, trong Việt Nam người ta thường có câu bên tây hôn nhau là chuyện bình thường mà ra đường thì ta vẫn hôn nhau. Nhưng ở Việt Nam thì phải nhìn trước ngó sau, chỗ nào vắng vẻ thì là mau mà chuồn. Nhưng ngày hôm nay là ngày vui của bạn, sân khấu cũng là của hai bạn. MC đã xin phép tất cả toàn thể quý vị quan khách của chúng ta ngày nay cho cô dâu và chú rể hôn nhau. Nhưng mà chú rể bảo là ngày hôm qua hôn nhiều rồi, ngày hôm nay chỉ hôn cô dâu thôi đúng không ạ? Có đúng không chú rể? Đúng ạ. Vâng, và ngày hôm nay chú rể sẽ hôn cô dâu. Vâng ạ, xin phép được giao lưu với cô dâu. Cô dâu ơi, trong Việt Nam của chúng ta một năm có 365 ngày, nhưng mà thời tiết trong 365 ngày ấy nó sẽ thay đổi theo ngày và theo tháng. Mối tình cảm của cô dâu dành cho chú rể có thay đổi theo ngày tháng mà cô dâu? Không thay đổi. Vâng, và như vậy cô dâu của chúng ta đã thề non hẹn biển với chú rể rằng nguyện yêu chú rể văn vấn của chúng ta đi suốt cả cuộc đời. Vâng, và chú rể ơi, sông có thể cạn mà núi có thể mòn, nhưng tình cảm của chú rể dành cho cô dâu có mòn không ạ chú rể? Vâng, xin nhắc lại cho chú rể ạ. Vâng ạ, sông có thể cạn mà núi có thể mòn, nhưng tình cảm của chú rể dành cho cô dâu có hao mòn không ạ chú rể? Không ạ. Vâng, và như vậy chú rể của chúng ta ngày hôm nay cứ vậy sẽ luôn luôn dành tình yêu duy nhất của mình để dành tặng cho cô dâu đúng không ạ? Vâng, và ngày hôm nay chú rể sẽ ôm cô dâu đúng không ạ? Quý vị, một tràng pháo tay cho chú rể đi nào. Chuẩn bị đi nào. Chú rể, 1, 2, bắt đầu bằng cái ôm thật chặt từ cô dâu và chú rể. Vâng ạ, một tràng pháo tay đi nào quý vị. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất nhiều.
cũng như là cảm ơn cô dâu và chú rể hôm nay đã cùng trở về trung tâm sân khấu để cùng phối đồng hành với anh em đã làm kiếp chương trình tôi. Và xin chúc cho gọi hai bạn sẽ đôi đôi được mạnh khỏe hạnh phúc. Và chúc tất cả quý vị quan khách của chúng ta ngày hôm nay có một bữa tiệc sum họp tại gia đình ngày hôm nay thật sự ngon miệng và ấm cúng.